bà sẽ hỏi là không trong chưa ngang. À, coi bà đã mất rồi, hỏi vậy là trong chưa ngang ơi. Ôi cùi đau bụng luôn á. Rồi, xin chào cả nhà, mình quay lại kênh Mai Vàng bên em. Hôm nay vườn mai em sẽ giới thiệu cho một giống mai cho mấy anh chị mình. Thì đặc biệt rất là đẹp cho mấy anh chị ơi. Dòng này thì đột biến lá và nhưng mà hoa thì vẫn đảm bảo là hoa vàng truyền thống cho anh chị mình nha. Đây, đây là dòng thọ hương cẩm thạch nha mấy anh chị ơi. Mọi người xem nè, lá thì đột biến nha. Lá cẩm thạch và đặc biệt là đọt non của nó sẽ ra màu hồng như thế này. Và hoa vẫn đảm bảo là hoa vàng, hoa từ 30 mấy cánh, bông thơm, bông chùm và đặc biệt lâu tàn cho chúng ta luôn. Rồi mọi người hãy cùng xem cây với em nha. Đây, cái lô này bên em quấn rễ cực kỳ đẹp luôn nha mấy anh chị. Nè, rễ lò xo, thọ hương cẩm thạch nha. Thì lô này có giá là 100 một cây nha cả nhà. Đây, hàng này về chúng ta có thể chơi Tết, có thể lấy bo. Đó, rất là đẹp luôn. 100 một cây và nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên em sẽ bao ship cho mọi người. Rồi mọi người có ai thích giống mai đột biến này thì hãy alo cho chị Trà Bông bên em nhé.